Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của chủ đầu tư gửi bán, có những cái diện tích trên sổ đỏ từ 30m² trở lên và có cái giá chào bán chỉ từ 600 triệu đồng. Tất cả các dự án của bên em đều đã có sổ đỏ đầy đủ và đầy đủ các giấy tờ pháp lý. Hôm nay em đứng trước một cái dự án mới của bên em với lại cái diện tích là 33m² trên sổ đỏ và diện tích xây dựng là 35m², được thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Mọi người có thể quan sát luôn dùm em. Hướng nhà ở đây là hướng Tây Bắc và diện tích là 33m², xây 4 tầng. Hiện tại em đang đứng phía trước cửa của ngôi nhà đây, thì là ngõ trước nhà là 2m2, cách đường ô tô đi lại là 20m. Và căn nhà này có cái giá chào bán là chỉ từ 1 tỷ 400 triệu đồng thôi. Thì mọi người có thể theo dõi dùm em nhá. Đây, hiện tại em đứng phía trước cửa chính của ngôi nhà đây. Cửa chính của ngôi nhà được thiết kế là 2 lớp. Lớp ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện, được sơn màu ghi rất là đẹp. Và lớp thứ 2 là cửa kính. Đây ạ, rất là chắc chắn. Đặc biệt phía trước của cái căn nhà này tận dụng được tối đa cái diện tích đất. Mọi người có thể nhìn thấy luôn. Ở đây bên em là tặng một cái sân để rửa ở trước nhà, khu vực nhà rất là thoải mái, rất là rộng và tiện ích. Đồng thời là ở đây là có cái cửa sổ phụ của căn nhà này, lấy không khí cũng như là ánh sáng vào trong cái căn phòng khách, rất là hợp lý đúng không? Cũng có 2 lớp cửa, cửa ngoài là cửa kính và cửa phía bên trong là sắt sơn tĩnh điện. Mọi người nhìn thấy không ạ? Rất là an toàn. Tiếp theo mời mọi người vào hướng phòng khách cùng ngôi nhà cùng em. Phòng khách của ngôi nhà đây thì hiện tại cái căn nhà này hôm nay là được đến 95% rồi. Bên em chỉ còn đấu điện nữa thôi. Điện thì hôm nay tạm thời chưa đấu cho nên là mọi người em không bật điện nhé. Mọi người có thể nhìn sơ qua thì ở đây là hệ thống trần thạch cao cũng như là sơn đã được lắp đặt đầy đủ hết rồi. Đấy, không gian phòng khách cũng rất là rộng. Mọi người có thể nhìn thấy không? Không gian phòng khách rất là rộng. Đây chính là hệ thống cái căn phòng bếp đây. Bếp là được là lắp bằng tủ bếp là được làm bằng gỗ lim lam phi, có đầy đủ chậu rửa cũng như là vòi rửa bằng inox 304. Đây, mọi người có thể ngắm qua tủ bếp một chút nhé. Rất là tiện ích đúng không ạ? Và ở tầng 1 của ngôi nhà nó có một nhà vệ sinh. Đây, mời mọi người quan sát. Đó, nhà vệ sinh đây. Tiếp theo em xin mời mọi người lên tầng 2 của ngôi nhà nhé. Tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế là 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Xin mời mọi người. Hơi tối một chút đúng không ạ? Vì là còn đấu điện nữa thôi là bên em hoàn thành xong hết cái nhà này rồi. Có 2 căn phòng ngủ. Đây ạ, mời mọi người. Đó, không bật điện cũng rất là sáng rồi. Mọi người nhìn thấy không ạ? Đều tất cả những cái căn phòng ngủ đều có cửa sổ để hướng ánh sáng cũng như là không khí vào trong căn phòng. Hệ thống trần thạch cao cũng như là đèn led đều được đã lắp đặt đầy đủ. Xin mời mọi người nhìn qua phòng vệ sinh nhé. Phòng vệ sinh của cái tầng 2 đây đều được ốp gạch 30-60 granite loại 1, đầy đủ thiết bị vệ sinh, bồn cầu, lavabo và hệ thống sen vòi để tắm. Xin mời mọi người lên tầng 3 cùng em. Tầng 3 của cái căn nhà này cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 vậy. Cũng gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Tương tự như tầng 2 nha mọi người. đó. Được thiết kế tương tự như tầng 2, cũng gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Nhà vệ sinh của tầng 3 với tầng 2 giống hệt nhau. Đấy mọi người ạ. Được lát gạch cũng như là ốp gạch màu tối rất là sạch sẽ. Xin mời mọi người tiếp theo mọi người lên tầng 4 cùng em. Tầng 4 của cái căn nhà này thì được thiết kế là một phòng ngủ và một sân phơi rất là rộng, rất là thoáng. Xin mời mọi người ngắm qua phòng thờ một chút nhé. Đây ạ, đây là cái phòng thờ của căn nhà, có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài sân phơi, rất là thoáng. Và đây là hệ thống sân phơi của toàn bộ căn nhà này, rất là rộng đúng không ạ? Đó, xung quanh rất là nhiều nhà cao tầng, nhiều cây xanh. Mọi người có thể quan sát luôn, rất nhiều nhà đang là xây dựng. Em xin nhắc lại một chút về cái căn nhà này nhé. Cái vị trí căn nhà này ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, và có cái giá chào bán là chỉ từ 1.400.000.000 đồng. Mọi người có thể dọn đồ về ở ngay. Bên em có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Thì mọi người nếu muốn biết thêm thông tin chi tiết thì xin vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em nếu như thấy hay thì bấm vào like cũng như là đăng ký kênh giúp em để có thể nhận được thêm nhiều thông tin về bất động sản hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.